với các bạn, đây là toàn cảnh nhé. Toàn cảnh cổng vào khu du lịch văn hóa núi Bà Tây Ninh. Nên mình giới thiệu với các bạn là giá vé cáp treo núi Bà Tây Ninh nha. Đây là cáp treo cũ, treo của địa phương. Còn bên cạnh là cáp treo mới. Đây là giá vé áp dụng trong tháng 8 năm 2022. Và cấp cho mới. Đó, cấp cho mới ha. Xem giá vé sao nào. Giá vé nha các bạn. 8. Cả thẻ visa nha các bạn. Cho nên chúng ta hãy thoải mái đi chơi dù không có tiền. Nếu các bạn đi cáp treo của địa phương thì sẽ mua vé xe điện để xe điện di chuyển vào cáp treo địa phương. Còn nếu mà các bạn đi cáp treo mới của Sunwood thì các bạn sẽ đi bộ vào cổng là tới. Tòa nhà màu vàng nằm sau tán cây này nhé các bạn. Đây. Rồi, đây nhà ga nhé các bạn. Cũng gần. Rồi, mời mọi người cùng vào nhà ga. Đi cáp treo lên đỉnh núi. Này mà Vi. Đỉnh núi là đi bên trái từ cửa vào nha các bạn. Nếu vé trẻ em không được qua thì chúng ta có thể đổi trực tiếp vé trẻ em có vé người lớn ngay tại chỗ gần quầy soát vé, quầy số 12 nha các bạn. Vậy thì ai mua vé thì chúng ta hãy đo đạc cho cẩn thận, không là ở đây có cái thước đo không ăn gian được. Sau khi soát vé xong thì chúng ta sẽ đi thang cuốn lên nhé. Này là bên trái lên đỉnh, còn bên kia là lên chùa. Rồi chúng ta đi thôi ạ. Hello, xin chào. Cảm ơn em. Rồi, chúng ta di chuyển trực tiếp vào cabin. Wow, cabin cũng lớn. Chào, hello. Wow.
quá lớn luôn. Xinh gái quá. Treo rất lớn nha các bạn. Một bên ngồi ba người. Trồng cây gì chắc là mấy vườn cây ăn trái quá. Vườn sầu riêng à. Ô, cảnh bãi. Rất đẹp nữa các bạn. Cái bãi xe ô tô kìa. Nói chung là quá cao. Cao so với điện thoại mà mình không thấy là chật trời. Chắc không chật hai. Ôi ba. Mẹ thì cái tóc là gốc rễ. Tổ dốc cáp treo ở đây rất là lớn. Ok. Đó. Đang lên đó. Chụp ba cái này. Rất cao, rất đẹp và rất hùng vĩ. Giới thiệu với các bạn, đây là một trong những đỉnh núi cao nhất của Đông Nam Bộ, cao ngang tầm so với đỉnh núi Yên Tử ở ngoài miền Bắc nhé các bạn. Cáp treo Sơn Gua rất là lớn. Ô mày, hướng của mày luôn kìa. Rồi, cáp treo chuẩn bị lên tới đỉnh. Đứng nhìn nó đã thấy mây bao xung quanh. Mây phủ rồi chứ các bạn. Các bạn thấy mây bay kìa. Bà nà heo lạnh luôn rồi. Hello. Thôi mời mọi người xuống cáp treo. Hello. Có anh trai hướng dẫn rất là nhiệt tình. Cảm ơn anh trai. Rồi chúng ta lên đến lầu. Mời các bạn tham quan toàn cảnh đỉnh núi Bà Đen. Mây bay phấp phới, cảnh vật mát như Đà Lạt. Trái là nhà hàng, trong vé cáp treo thì đã bao gồm một phần ăn trưa, buffet trưa nha các bạn. Rất lãng mạn, mây mù che phủ. Đây là bức tượng. Rất là lạnh. Đường đẹp quá. Sương mù dày đặc. Y như là cảnh của phim kiếm hiệp ngày xưa, không cần phun một tí khói nào. Mây sẽ bay ngang qua từng đợt, khi nào hết mây, trời lại rạng sáng. Cảnh vật lại rất là trong xanh mát mẻ. Và mọi cảnh vật đã được nhìn rõ nha các bạn.
các bạn sẽ được chiêm nghiệm. Đã được hiện rõ ra. Buffet đã bao gồm trong giá vé lên cáp treo combo trọn gói nha các bạn. Thời gian hoạt động từ 10:30 đến 15:00. Đây là giá. Ở đây chúng ta sẽ đưa combo vé và buffet cho nhân viên kiểm tra lại một lần. Rồi mình sẽ view cảnh trong nhà hàng có phục vụ buffet. Buffet đã bao gồm trong giá vé nha các bạn. Xôi chè hủ tiếu Nam Vang ếch tẩm bột chiên gà và sấu phi lê chiên gà sườn heo nướng củ nấm đậu phụng to sốt mì spaghetti. Đây là quầy chay các bạn. Và nha, xin chào các bạn, mình phải đi ăn đây. Sushi thăn heo chiên giòn, sushi xúc xích, chả lụa. Gỏi đu đủ bò khô, salad nấm tuyết với tôm, salad hoa chuối tai heo, trái cây, đây là quầy bánh. Rồi mời các bạn chứng kiến cảnh tượng vật dần dần hiện lên
trong màn sương mờ ảo nha. Rồi, khi sương bay ngang qua, cảnh vật lại sáng choang, trong xanh. Núi Bà Đen, Tây Ninh. Có gì vui?